Vâng, Sẻ cũng đang đẩy đạp đôi xuống góc 3 giờ. Kết thúc Cani rồi. Vâng, sự kết hợp giữa Hot Thần và đạp đôi của Siang thì vâng, cũng Abinoan và đạp đôi Phô không thể nào có thể dẫy nổi. Các game thủ bên phía team Liên Quân đang cố gắng dẫy trong trận đấu này nhưng quá khó. Vâng, là tôi thì tôi sẽ quit đánh trận mới, tiết kiệm thời gian cho ban tổ chức. Vâng, không mất tiền máy bởi vì có nhà tài trợ. 174/200 là timeline tới được 9 tỷ. Vâng, vàng đã được Sẻ ăn ở khắp nơi. Tất cả những bãi vàng đều được Sẻ đóng nhà trình mới. Quân cần Phô dành cho N1 trong trận đấu này. Siang của game thủ Tú Xuất. Vâng, Katarian của Sang Club và Minoan tới được game thủ Gunny. Trong khi đó thì phía bên game VV, Chinh Trẻ là người được cầm Yamato, Mạnh Hào là người cầm Siang. Roman của game thủ Bùi Phương Nam và Grick trong tài của game thủ 98. Như vậy là cùng có một Siang. Yarum, Grick cần Phô, Min, Kata. Cần thôi. Trận này lại là một trận đấu mà đánh đội 4 chúng ta lại thế hơn khi có con Yamato trong tay của game thủ Chim Sẻ. Vâng, màn đánh máy của Sẻ. Đánh cái gì? Hãy cùng chờ đợi. Vâng, chào tất cả anh em nhá. Chào tất cả anh em đang có mặt ở trên page của game thủ U98. Đây là màn đánh máy của Sẻ. Anh em nhớ đừng quên like giúp game thủ Chim U98 với nhau mọi người ơi. Hello baby. Mình là Hải Ông Châu, đừng quên con lô 233 trong ngày hôm nay. 23 trong ngày hôm nay nhá. Vâng, không bày được cái hạ đầu của Hải Mario Ông Châu đây xuống. Giờ xem bên 98 éo xem bên Sẻ nữa. Thực ra là hai bên là như nhau nha mọi người. Có điều khác là bên này là em Hải Ốc Châu bình luận, bên kia là Hải Mario bình luận mọi người ạ. Khác nhau mỗi vậy thôi. Vâng, 16/20 tới từ game thủ Chim Sẻ. Chúng ta cùng chờ xem là Chim Sẻ nắng sẽ vâng ép đời như thế nào. Bài đấu thì có khá nhiều rừng, có thể đánh được cung A. Mạnh Hào là người cầm Siang ở bên trong cánh nhưng mà đánh chém được cũng được. Hãy cùng xem đánh gì. Chào mọi người nhá. Hello anh em, hello baby everybody. Someone listen to me. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, quay trở lại với máy của game thủ chim sẻ. 25 nông dân trong trận đấu này. Vâng, sẻ đang muốn khom khom rồi, không biết là đánh cái gì đây. Vâng, chắc vẫn sẽ hãy đánh gì cùng chờ đợi. Đây có lẽ sẽ là, vâng, như vậy là vẫn là đánh chém. Đó, thế cùng xem sẻ. Như vậy là trong trận đấu này đội bạn lên đời khá muộn. Trong khi đó chúng ta lên đời sớm. Đây là Roman của Việt Nam đã xin ngựa giò nhưng chưa kích đời. Cái đời 14-8. Bàn máy của game thủ U98 nâng cấp cầm cũng đã kích đời rồi. Bài cầm Greg lên đời khá sớm thì game thủ U98 có được gió bắt đầu di chuyển ngay. Bàn máy Mạnh Hào, như vậy là Mạnh Hào đánh cung duy nhất trong trận đấu này. Cung T bắt đầu di chuyển cái gì? Vâng, đẩy luôn cung T trận này. Ok, trận đấu này thì có lẽ chúng ta cùng đến với bàn máy của game thủ U98. U98 có lẽ sẽ gần rất gần với một nhà đấy của bên phía team Liên Quân. Vâng, cố gắng đi vòng quanh để tìm kèm xăm à. Gặp luôn nhà game thủ 1-1. Đây rồi. Không phải là tìm kèm xăm mà đó là tơn đi dâng của game thủ No 1. Làm được hai dân. No 1 dâng được 1L1A. Trận đấu mà No 1 phải chăng là dâng hỗn mã. Tôi nghĩ rằng dâng như thế này thì kiểu gì cũng phải có lạc đà thôi. Tới từ game thủ No 1. ...19-44. Tơn chọc giò rất khó chịu tới từ game thủ No 1. Vâng, như vậy là có cả cung T của Gunny. N1 là người ở dưới góc 3 giờ. Vâng, như vậy là 98 là người đi đầu tiên rồi. Nhưng mà cũng đang bắt được khá nhiều nông dân của N1. Vâng, N1 rất thổ báo, mang nông dân lên quẩy luôn. N1 là người phô cầm Phonesian. Đánh một lạc đà và một nhà A. Đánh xe có thì sẽ có cung đờ giữa game thủ N1. Trong đó đây máy của game thủ Bùi Phượng Nam để xem Nam chém được cái gì rồi. Nam gặp nhà game thủ 4, game thủ tú xuất cầm Siang. Ăn được khá nhiều dân của Siang trong trận đấu này. Siang dường như cũng đánh chém. Vâng, Siang cũng đánh chém thật. Như là phô Siang đánh chém và Gunny là người đánh cung A. Và đánh máy của game thủ Mạnh Hào. Phát hiện ra nhà của Gunny chưa? Chưa phát hiện ra nhà của Gunny. Vâng, chưa phát hiện ra nhà của Gunny đang ở đâu. Dường như... Vâng, Gunny ở đâu nhỉ? Chưa phát hiện ra nhà của Gunny. Hào đẩy tơn cung đầu tiên và đánh thủ trần lực. Còn đây máy của game thủ chim sẻ. Phải đang sẻ phát hiện ra không? Chưa phát hiện ra nhà của Gunny. Đây những con nông dân của người cầm xe anh chưa bánh xe. Vâng, đây là dân của game thủ màu 2, sang cả lắm. Hoàn toàn không có vế dân, cũng không hề bánh xe, ưng. Nhưng mà Gunny đang nở ra nhá, Gunny là người... Vâng, cầm Minoan đang nở ra rất nhanh đấy. Khi đã có cùng hai áo tới được game thủ Gunny rồi. Vâng, sang cả lắp đang làm cái gì vậy? Chết 1 tỷ con nông dân dành cho sang cả lắp. Anh vẫn đang ngủ rất sâu, vẫn còn đóng ruộng này. Tôm cạn lời với anh rồi. Vâng, chạy ngay đi, còn kịp, còn ở nhà đóng ruộng. 37-48. Bây giờ thì quá muộn rồi, dân không bánh xe, chạy hộ cái. Vâng, vấn đề bây giờ chỉ còn là nhà của Gunny thôi. Đó là người cầm Minoan trong trận đấu này. Bàn máy của game thủ Mạnh Hào, có lẽ thời điểm này Mạnh Hào đã nhìn thấy nhà Gunny, vẫn chưa nhìn thấy nhà của Gunny đang ở đâu. Nhà Gunny đâu vậy? Nam nhìn thấy chưa? Nam cũng không thấy. Vâng, U98. Đây rồi, như vậy là Gunny ở dưới góc 3 giờ trong trận này.
3 giờ trong trận đấu này. Và nó rất gần với nhà của game thủ Mạnh Hào. Như vậy, vị trí nhà của Sể và nhà của game thủ Gunny là rất xa. Chúng ta cùng xem Sể đang vẽ ruộng để lên, phải chăng là có như ý đồ lên 4 tới được game thủ chim Sể. Mạnh Hào cùng với những người đồng đội cần phải có một turn ốp. Và tôi nghĩ là nên ý ốp nhẹ nhàng, hỏi thăm sức khỏe. Vâng, quay trở lại với bàn được máy tới từ game thủ Mạnh Hào. Như vậy là Mạnh Hào là người bị đẩy bắt tân Kuma này của Gunny không? Và như vậy là màu 4 là tù xuất cũng đang rất đông. Rất đông lạc đà đang quanh quẩn ở đây. Cần phải, Hào cần phải tập trung toàn bộ số lượng quân ở nhà của mình. Vâng, cần phải đỡ được nhà dành cho Mạnh Hào, nhưng có vẻ như Mạnh Hào không đỡ được rồi. Tương đối khó đỡ nhà dành cho Mạnh Hào với số lượng quân này, bởi vì đội bạn đang có một sự kết hợp giữa cung A và lạc đà là khá khủng khiếp. Vâng, quân không phải quá đông nhưng nó là một sự kết hợp khắc chế được cung đờ của game thủ Mạnh Hào. Và chim Sể đang người tạt sang để có thể đỡ nhà cho Mạnh Hào. Chúng ta đánh tới trận đời 4, chúng ta không hề ngán đội bạn một tí nào luôn. Vâng, không hề ngán đội bạn, chim Sể sang đỡ nhà cho Mạnh Hào và như vậy là thành công. Trận đấu này Sể là người phải lên 4, còn Hào là người phải thật sự châu quân. Hào là người phải châu quân ra, không lưỡng lự, sóc quân đều. Dân thì có thực thì sóc. Vâng, có thực thì sóc. Vâng, có thực thì sóc dân thôi. Còn bình thường là phải tập trung hết tất cả tài nguyên để sóc quân. Hơi thiếu gỗ, ai bơm gỗ cho Mạnh Hào để sóc đều quân đỡ nhà nào. Sể cũng đang có mặt ở đây, máy của game thủ chim Sể. Sể vừa sóc quân đỡ nhà cho Mạnh Hào và vừa phải là người lên 4 trong trận đấu này. Sể là người lên 4, sau đó Mạnh Hào lên 4 luôn. Thì cửa thắng rất là vô cùng sáng ngời khi đội bạn không lấy gì có thể chống được sự kết hợp giữa hot tần của nhà và đạp đôi của Siang. Nhưng tạm thời phải đỡ được nhà cho Mạnh Hào đã bắt được tơn cung A của game thủ Gunny sang và đỡ nhà thoải mái trong trận đấu này. Thậm chí rằng Hào có thể đẩy ngược nhà của Gunny để không cho Gunny lên 4. Còn Sể là người dường như đang chủ động, vâng, đang chủ động nâng cấp tất cả các công nghệ phát triển. Vâng, thậm chí Hào có thể đẩy ngược trở lại luôn. Vâng, 78/132. Trong khoảng thời gian chúng ta đỡ nhà thì Tham Lai đang đè rất mạnh rồi. Thì 98 cùng với, vâng, đây rồi, 98 cũng đang lọt được một tân nhẹ nhẹ vào nhà của game thủ Gunny. Nhưng mà bị Gunny bắn chết. Cũng chỉ ăn được một vài con nông dân của tú xuất trong nhà của Gunny thôi. Còn đây Bùi Phương Nam, Tham Lai là 23. Nam cũng bật chế độ hồi đi, sóc dân đi Nam ơi. Thời điểm này sóc dân đi. Đánh đời 4 thì không có một tí cửa gì cho đội bạn cả, nên hoàn toàn yên tâm. Sể lên 4 xong. Vâng, cửa thắng đang là sáng ngời dành cho Game TV trong trận đấu này. Quay trở lại với máy tới từ game thủ chim Sể. Vâng, Sể là con hủy nâng lửa, tôi cạn lời ông Sể thôi.
Làm gì vậy? Chắc là một tên bấm nhầm. Vâng, nâng cấp trượt Trần Vũ Ba. Sẻ mà đang không chú ý. Vâng, sẻ nâng cấp chặt gỗ, nâng cấp trượt chặt gỗ 3 rồi. Có ai nhắc nó nâng cấp lại chặt gỗ 3 không? Vâng, Mai Đình Bái cũng như game thủ khác. Tham này thì gần như không có cửa thua rồi. 2-2 dành cho game thủ U98. Nam bật chế độ auto hồi đi. Hào. Vâng, như vậy cũng đóng ca. Thực ra đánh chắc ăn hơn thì nên để sẻ lẽo thần, xong rồi Hào lên 4 thì là hợp lý hơn. Trở lại với máy của game thủ chim sẻ, tham lai là 87. Sẻ quên mất không nâng chặt gỗ 3. Nhưng mà ở phía đằng sau của sẻ thì không biết là có ai chim lợn. Vâng, nâng cấp trượt chặt gỗ 3 rồi. Vâng, Gunny cũng đã lên 4. Vâng, Gunny cũng đã lên 4 trong trận này. Nhưng tất nhiên rằng là Yamato thì nó hơn hẳn rồi. Một tội là sẽ quên mất không nâng trận gỗ 3. À vâng, như vậy là lên xong trận gỗ 3 tới từ game thủ chim sẻ đi nắng. Được rồi, 103. Giáp 6 đã có, bây giờ đợi lên hot tần. Vâng, tham lai là 111 dành cho game thủ chim sẻ. Ăn vàng rất nhiều trên bản đồ. Hot thần đã có dành cho sẻ rồi. Vâng, Kuma Minoan không phải là đối thủ. Thắng rồi. Sẽ là 2-1 dành cho game TV trong cuộc đối đầu với Sài Gòn. Tôi không tin rằng trận này Sài Gòn có thể bật được. Vâng, 127 chơi 164 là tham lai tới từ game thủ chim sẻ thời điểm này. Vâng, nhìn thấy hot thần rồi mà Gunny vẫn không quyết, chưa hiểu đánh cái gì nữa. 2-1 dành cho game TV rồi. Chắc chắn đây là 2-1. Vâng, nợ 1 cũng đang hồi. Vâng, quản chặt bản đồ. 137 dành cho chim sẻ và vẫn đang nở tham là rất nhanh. Hot thần đã có. Mạnh Hào lên 4 xong chưa? Hào đã lên 4 xong. Chuẩn bị có đạp đôi. Nam lên 4 luôn đi. Tham lai là 46 thì Bùi Hồ Nam đang hồi. Hồi rất nhanh. Trở lại với sẻ để xem sẻ cân bản đồ trận này như thế nào. Vâng, khó lắm cho anh Gunny rồi. Vâng, cung A tầm này kêu thì không ăn thua rồi. Hot thần nó cân hết. Các bạn thì đấy, sức mạnh tới được hot thần nó cân hết cung A. Anh Gunny chết tầm khoảng 2 kích cung A full trong tình huống vừa rồi. Và như vậy là như vậy là game thủ đấu một ở phía bên kia cũng đã có đạp đôi. Nhưng mà chỉ là đạp đôi full thôi.
Còn mình là đạp đôi Siang trong tay cầu thủ Mạnh Hào. Hào hơi ít gỗ. Vâng, trong trận này tiếp tục tăng lờ tới đội cầu thủ Mạnh Hào. Ai bơm gỗ cho Hào trong trận này đây? Cani vẫn đang thiêu Kuma là rất nhiều lên nhà của cầu thủ Chim Sẻ. Vâng, dù vậy thì vẫn đang chưa thể vào được nhà của Sẻ trong trận này đâu. Vâng, bây giờ thì Mạnh Hào cũng đã có đạp đôi. Sẽ là sự kết hợp giữa Hot Thần Yamato và đạp đôi Siang. Một sự kết hợp mà tôi nghĩ rằng là bên phía Team Sài Gòn không có đơn vị quân để có thể cân lại. Vâng, Sẻ cũng đang đẩy đạp đôi xuống góc 3 giờ. Kết thúc căn đi rồi. Vâng, sự kết hợp giữa Hot Thần và đạp đôi của Siang thì vâng, cũng Abinoan và đạp đôi Phô không thể nào có thể dẫy nổi. Các cầu thủ bên phía team Liên Quân đang cố gắng dẫy trong trận đấu này. Nhưng quá khó. Vâng, là tôi thì tôi sẽ quyết đánh trận mới, tiết kiệm thời gian cho ban tổ chức. Vâng, không mất tiền máy bởi vì có nhà tài trợ. 174/200 là tham lai tới đội Chim Sẻ. Vâng, vàng đã được Sẻ ăn ở khắp nơi. Tất cả những bãi vàng đều được Sẻ đóng nhà trình mời. Vâng, 185/200 là tham lai tới từ Chim Sẻ Đi Nắng. Hào đẩy thêm một kích đạp đôi xuống nữa và có lẽ đó là dấu chấm hết dành cho các thành viên của bên phía team Liên Quân. Vâng, trận mới đi. Tú Xuất vẫn đang ra được đạp đôi. Vâng, và như vậy là cuối cùng thì Gani cũng đã chịu đi sai. Tỷ số là 2-1 dành cho Game TV. Vâng, tương đối chảy chật tới được đội bạn. Mặc dù thế trận thì